Tảng băng trôi lớn nhất thế giới mới đây đã tách khỏi thềm băng ở Nam Cực và hiện đang trôi tự do tại một vịnh lớn ở phía tây Nam Cực. Theo cơ quan vũ trụ châu Âu, thì tảng băng có hình dáng một ngón tay, dài khoảng 170 km và rộng 25 km, được vệ tinh phát hiện khi nó di chuyển từ phía tây của thềm băng Rôn tại Nam Cực. Đây là tảng băng lớn nhất thế giới hiện nay. Các nhà quan sát cho biết là các thềm băng giúp làm chậm dòng chảy của sông băng ra biển. Do đó mà việc các thềm băng mất đi các phần của mình sẽ góp phần làm cho mực nước biển dâng cao.